X51 Story mến chào các quý vị thính giả. Thủy Hử Truyện là bộ tiểu thuyết theo lối văn bạch thoại đầu tiên. Ban đầu cuốn sách có tên Giang Hồ Hào Khách Truyện, hay còn có tên Trung Nghĩa Thủy Hử Truyện, được xưng danh là tiểu thuyết anh hùng bậc nhất của Trung Quốc với tư tưởng trung nghĩa song toàn, thế thiên hành đạo. Thủy Hử Truyện là một trong những tác phẩm được liệt vào tứ đại danh tác của nền văn học cổ điển Trung Quốc cùng với Hồng Lâu Mộng, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tây Du Ký. Trong tiểu thuyết kinh điển Thủy Hử của Thi Nại Am đã khắc họa 108 những tay hào hán chọc trời khuấy nước, tụ tập vùng thủy bạc chống lại triều đình, thịt thái miếng to, rượu đong bát lớn. Lá cờ thế thiên hành đạo của quân Lương Sơn tung bay khắp các trận đánh lớn nhỏ, khẳng định một sức mạnh vô địch, đánh Thanh Châu, Hoa Châu, Cao Đường Châu, Đại Danh Phủ, Đông Bình Phủ, Đông Sương Phủ, diệt Trúc Gia Trang, san bằng Tăng Đầu Thị. Sau này đại quân Lương Sơn quy thuận triều đình thì cũng chính thực lực này đã tảo Bắc, Đại Liêu, Trinh Đông, Điền Hổ, Bình Tây, Vương Khánh, đặc biệt dẹp yên cuộc khởi nghĩa Phương Lạp đang nuốt trọn Giang Nam của nhà Tống. Nói lực lượng Lương Sơn bạc trong Thủy Hử làm nghiêng lệch cả Trung Hoa cũng không sai biệt lắm. Dưới ngòi bút của Thi Nại Am thì đa số các đầu lĩnh Lương Sơn bạc trong bộ tiểu thuyết Thủy Hử thường chỉ nổi bật ở một vế: trí thì trí tuệ vượt xa vạn người, dũng thì dũng mãnh vô cùng, mạnh thì sức mạnh kinh trời lật đất, thân hình lẫm liệt, tướng mạo đường đường, một đôi mắt sáng bắn sao trời, lông mày cong đậm như vẽ sơn, ngực nở vai rộng, uy phong sức địch vạn người, lời nói hiên ngang, chí khí cao ngàn trượng, hùng tâm tráng trí như sư tử bước xuống mây lay động cả trời, gân cốt kiện cường như tỳ khưu khi ngồi làm rung đất, như hàng ma chủ trên thiên thượng, thật là thái tuế thần trốn nhân gian. Đây là hình tượng người anh hùng. Khi Tống Giang nhìn Võ Tòng dưới ánh đèn trong lần hai người hội ngộ lần đầu tại nhà của Sài Tiến, Võ Tòng say rượu đánh hổ núi Cảnh Dương, trận đánh ấy long trời lở đất, đã trừ được hại lớn cho bách tính. Tri huyện Dương Cốc thấy ông trung hậu nhân đức, liền mời ông làm đô đầu bộ binh. Cũng tại nơi này, vào một ngày nhàn nhã vô sự, Võ Tòng đi dạo trên đường thì tình cờ gặp lại anh trai mình là Võ Đại Lang. Tuy là hai anh em ruột, nhưng hai người tướng mạo khác xa nhau. Võ Đại Lang thấp lùn, cao chưa đầy 5 thước, cao khoảng gần 1.4 mét, mặt trông thô lậu, đầu não chỉ độn. Người huyện Thanh Hà đặt cho ông một huấn danh là Tam Thốn Đinh Cốc Thụ Bì, đinh ba tấc đóng vào vỏ cây. Võ Tòng thân cao 8 thước, khoảng 2 mét, tướng mạo đường đường, toàn thân như chứa khí lực ngàn cân. Võ Tòng thân thiết với anh như cha vậy, kim thánh thán có bình. Đây là tính khí của bậc hào kiệt, thực vượt trên người thường. Võ Tòng ở huyện ấy hay uống rượu, say rồi đánh lộn, nên thường bị báo quan. Võ Đại Lang nghe lời đi theo, thường thay Võ Tòng mà chịu khổ chịu tội. Hai anh em, Võ Đại yêu thương em như con, Võ Tòng quý anh như cha. Hai người mỗi người một tính. Đại Lang si ngốc nhưng cực kỳ yêu thương em, nhà không còn cha, nên ông chăm sóc Võ Tòng như con. Ngay Kim Thánh Thán cũng khen ngợi, đó thực là người có thiên tính. Võ Đại Lang sống ở bản quán huyện Thanh Hà, tự lấy cô vợ tên là Phan Kim Liên, gia đình thường lục đục. Hồi 120 truyện Thủy Hử mô tả Phan Thị Dâm đáng phong tình, vụng trộm theo trai. Bọn đàn ông phóng túng hám sắc thường đến nhà Võ Đại Lang làm ồn. Võ Đại Lang là người nhu nhược, an phận thủ thường, không chịu được cảnh ấy nên chuyển nhà đưa vợ đến huyện Dương Cốc. Đại Lang đưa em trai về thăm nhà. Phan Kim Liên thấy Võ Tòng là bậc anh tài, khí thế hùng tráng, chứ không như Võ Đại Lang, ba phần người, bảy phần quỷ, trong tâm sinh niệm tà dâm, vừa gặp đã luôn miệng gọi, thúc thúc, 22 lần. Phan Thị tuy là chị dâu, nhưng mắt cứ dán vào Võ Tòng. Võ Tòng là người trung hậu nhân nghĩa, là người thẳng tính, cứ cúi đầu uống rượu, không thèm để ý đến cô ta. Vì lý do yếu đễ, nên Võ Tòng phải chuyển đến ở nhà anh trai. Phan Thị đa tình phong lưu thành tính nên thường tán tỉnh Võ Tòng. Cô ta thường bảo, anh hùng nan quá mỹ nhân quan, anh hùng khó qua cửa ải mỹ nhân, nhưng Võ Tòng là người kiên định chính trực, không để ý đến cô ta. Thấy ngôn từ mời gọi, mà vẫn bất động tâm, đây là chỗ hơn người của Võ Tòng, không tham luyến nữ sắc, ấy bậc đại trượng phu. Võ Tòng cương chính có lễ tiết, là bậc chính nhân quân tử, trong tâm vô mỹ nhân mỹ sắc, thì cái gọi là ải mỹ nhân, cũng lặng lẽ tiêu tan. Sau khi Phan Thị gọi Võ Tòng tới 39 lần, thúc thúc, đột nhiên lại gọi là, anh, 700 cách mời dụ Võ Tòng cùng cạn chén. Võ Tòng cả giận, diện lộ thần uy, chộp lấy chén rượu đổ thẳng xuống đất. Chàng phẫn nộ nói, Võ nhị ta là nam tử Hán đầu đội trời chân đạp đất, không phải lũ chó lợn bại hoại phong tục, chôn vùi nhân luân. Chị dâu hãy dừng ngay trò vô liêm sỉ này lại, nếu còn là lơi, Võ nhị ta còn có thể nhận ra chị dâu, nhưng nắm đấm này nó không nhận ra đâu. Võ Tòng xưng hô Phan Thị là chị dâu, tẩu tẩu, ý để chính cho danh phận, ngăn tà niệm. Nhưng Phan Thị bị nhục mà hóa giận, vu cho Võ Tòng chọc ghẹo cô ta, rồi chửi mắng Võ Tòng. Võ Tòng chỉ im lặng, suy tư nửa ngày rồi đành rời khỏi nhà anh trai. Về sau, Võ Tòng đi công cán Đông Kinh, xa rời huyện Dương Cốc.
Phan Thị Lôi kéo Võ Tòng bất thành, chuyển sang gian dâm với Tây Môn Khánh, đồng thời hạ độc hại chết Võ Đại Lang. Võ Tòng từ Đông Kinh quay về nhận được tin dữ. Ông chẳng biết kêu ai, đang cơn tức giận mà ra tay hạ sát cả gian phu dâm phụ. Vẫn biết do giận dữ giết kẻ gian dâm, nhưng không làm kẻ vi phạm điều luật. Võ Tòng hành sự đường hoàng, báo thù cho anh xong, liên tới quan phủ tự thú. Quan phủ cho thích lên mặt ông hai hàng, kim ấn, rồi phán định đưa đi Mạnh Châu xung quân. Có thể thấy rằng tính khí của Võ Tòng vô cùng thẳng thắn cương nghị. Nhưng xuyên suốt tác phẩm, có ít nhất hai điều hối tiếc nhất trong cuộc đời của Võ Tòng, đó là giết nhầm mỹ nữ, nhận nhầm huynh đệ mà ân hận cả đời. Đến Mạnh Châu được Thi Ân chiếu cố, nên Võ Tòng đã giúp Thi Ân đánh bại Tưởng Môn Thần giành lại nơi làm ăn. Lúc này Tưởng Môn Thần tức tối câu kết với Trương Đoàn Luyện và Trương Đô Giám để bày mưu hại Võ Tòng. Trương Đô Giám mời Võ Tòng về phủ của mình và mời Võ Tòng ở lại Tư Gia bảo vệ Tư Gia cho Đô Giám. Đô Giám thiết đãi Võ Tòng vô cùng hậu đãi, còn coi Võ Tòng như người trong nhà, khiến Võ Tòng vô cùng xúc động như đã tìm được người thân của mình, cảm tạ ân đức ấy của Trương Đô Giám mà làm việc không hề trễ nải, vô cùng cẩn thận. Được một thời gian ở phủ Trương Đô Giám, Võ Tòng được nhiều người biết đến nói nhờ việc quan, Trương Đô Giám đều thuận tình cho cả. Chính vì vậy mà các đồ kim ngân của dân gian tặng đãi Võ Tòng rất nhiều, Võ Tòng liền mua một cái hòm để cất. Một hôm, vào lễ hội Trung Thu, Trương Đô Giám mời Võ Tòng uống rượu, rồi gọi một cô gái tên là Ngọc Lan đến đàn hát một bài, rồi Trương Đô Giám ngỏ ý muốn hứa hôn Võ Tòng cho Ngọc Lan. Cô gái Ngọc Lan này trời sinh mặt như cánh sen, môi như quả anh đào, bài hát Trung Thu Bối Nguyệt, tiếng hát của nàng như chim hoàng anh từ trong thung lũng bay ra. Nhìn thấy cô gái như vậy, Võ Tòng không dám ngẩng đầu, chỉ cúi đầu uống cạn hơn chục ly trong bữa tiệc rồi mới vội vàng cáo lui. Trở lại phòng, trái tim của Võ Tòng dao động, anh không thể ngủ được. Trong lòng Võ Tòng lúc ấy lâng lâng, cũng vì hương rượu nồng mà lòng chàng cảm mến thêm người con gái Ngọc Lan, anh hy vọng tương lai sẽ có một cuộc đời hạnh phúc, cảm thấy vô cùng ấm áp trước tấm lòng của Trương Đô Giám dành cho anh. Không ngờ, ngay trong đêm hôm ấy, một việc đã xảy ra khiến Võ Tòng đau đớn đến cùng cực khi nhận ra bộ mặt thật của Trương Đô Giám. Tất cả những hành động và lời nói của Trương Đô Giám từ trước đến nay đối với Võ Tòng chỉ là giả tạo, mà chính đã chuẩn bị một màn kịch để lừa Võ Tòng để hại anh, lừa vào vai một tên ăn trộm. Trong cơn thịnh nộ, Võ Tòng đã thực hiện một vụ thảm sát đẫm máu tại tòa nhà Yên Ương của Trương Đô Giám, giết chết 19 thành viên của gia đình họ Trương, nam nữ, già trẻ, trong đó có Ngọc Lan, vị hôn thê của anh. Trên thực tế, Trương Đô Giám giả hứa hôn cho Võ Tòng với Ngọc Lan, nhưng khi ấy Võ Tòng và Ngọc Lan lại nghĩ rằng đó là sự thật và hai người đã cảm mến với nhau. Ngọc Lan là người ngoài cuộc, cô không hề biết kế hoạch của Trương Đô Giám, cô là một cô gái ngây thơ trong sáng, ngay cả khi Võ Tòng bị bắt, cô cũng chỉ làm theo lệnh của chủ nhân mà không hiểu rõ chủ nhân muốn làm gì. Sự xuất hiện của Võ Tòng khiến trái tim của Phan Kim Liên rung động ngay khi nhìn thấy anh, còn Ngọc Lan lại được hứa hôn với anh thì sao? Tuy nhiên, Võ Tòng vì đã chịu nỗi nhục nhã nên không muốn nghĩ đến, chỉ muốn giết người để chút giận. Thấy Ngọc Lan đến, anh cầm con dao đâm thẳng vào trái tim của Ngọc Lan, người con gái xinh đẹp duy nhất trong anh. Lỗi tủi nhục và uất hận đã lên đến đỉnh điểm, nó đã biến anh thành một kẻ khát máu, mất lý trí. Nguyên từ một anh hùng đà hổ, thành tín hiếu đễ, bảo vệ gia đình cùng nhân luân, nhưng do thế sự vô thường, vận mệnh trái ngang nên cuối cùng bị bức lên lương sơn. Trong lòng luôn chứa nguyện vọng báo đáp triều đình, nhưng cũng đành xuôi theo dòng mệnh. Khi trước, Võ Tòng kết nghĩa anh em với Trương Thanh. Lúc Võ Tòng gặp nạn, Trương Thanh thu xếp cho Võ Tòng nơi ẩn náu ở chùa Bảo Châu, Thanh Châu, núi Nhị Long, để ông nhập hội với Lỗ Chí Thâm và Dương Chí. Để che đi dấu kim ấn trên trán, Tôn Nhị Nương đã hóa trang cho Võ Tòng, đội lên đầu một chiếc vòng sắt, cắt tóc ngắn, mặc tăng phục. Trong trang phục của một hành giả, khiến Trương Thanh, Tôn Nhị Nương cùng nói, đây chắc là an bài của kiếp trước. Trên thực tế, trong toàn bộ Thủy Hử, Võ Tòng là người đầu tiên đề xuất việc chiêu an. Trước khi từ biệt Tống Giang ở trên núi Nhị Long, Võ Tòng đã nói lời từ biệt. Xin ca ca cứ mặc cho tiểu đệ sang núi Nhị Long rồi sau đấy, may ra trời có thương lại, mà được triều đình xá tội chiên an, thì bấy giờ sẽ xin tìm ca ca cũng được. Tống Giang nghe xong lời này, liền đồng ý động viên Võ Tòng. Nếu nhị đệ có lòng quy thuận triều đình, thì có phen tất trời kia trông lại mà bảo hộ giúp cho. Vậy nay nhị đệ hãy ở lại chơi đây mấy hôm rồi sẽ tùy lòng tự tiện, tôi không dám can gián làm chi. Trên thực tế, có một số mâu thuẫn giữa Võ Tòng và Tống Giang. Khi Tống Giang chuẩn bị chấp nhận việc chiêu mộ của triều đình, Võ Tòng không đồng ý với cách xử lý của Tống Giang, thậm chí còn có một cuộc cãi vã gay gắt với Tống Giang. Tuy nhiên, chỉ có một số anh hùng ngay thẳng như Lỗ Chí Thâm ủng hộ Võ Tòng, còn lại hầu hết các anh hùng lương sơn đều im lặng, vì họ đều bị lời nói của Tống Giang làm cho mờ mắt và chìm đắm trong mộng đẹp sau khi được triều đình chiêu an. Trong quần hùng lương sơn,
chỉ duy nhất Võ Tòng được Kim Thánh Thán tán tụng là thiên nhân, Võ Tòng là người trời, nên có sự phóng khoáng của Lỗ Chí Thâm, sự sắc bén của Lâm Xung, sự chính trực của Dương Chí, sự hiền lương của Sài Tiến, sự nhanh nhẹn của Nguyễn Thất, sự chân thực của Lý Quỳ, sự mẫn tiệp của Ngô Dụng, sự cao nhã của Hoa Vinh, sự rộng lớn của Lư Tuấn Nghĩa, sự cung kính của Thạch Tú. Viết là người đệ nhất, chẳng phải sao? Sau này các nghĩa sĩ Lương Sơn Bạc tiếp nhận triều đình Chiêu An, khi Võ Tòng cùng đại quân thảo phạt Phương Lạc, bị Huyền Thiên Hỗn Nguyên kiếm của Bao Đạo Ất chém trúng vai trái. May có Lỗ Chí Thâm dùng thiền trượng ngự địch cứu được ông. Sau khi Võ Tòng tỉnh dậy, thấy cánh tay trái rụng rời gần đứt, liền rút đao cắt rời. Võ Tòng mất cánh tay, chỗ này phải chăng ngụ ý như Nhị Tổ Huệ Khả của Thiền Tông đã tự chặt tay cầu pháp, đoạn kỳ ma chảo, thành kỳ chính quả, chặt đứt móng vuốt của ma để thành tựu chính quả. Nhát cắt ấy đã cắt lìa cả quá khứ gió mưa của Võ Tòng, cũng đoạn dứt mọi thế duyên bám víu. Tất cả dĩ vãng mi hùng đều theo cánh tay trái ấy mà đi vào tịch mịch. Sau khi đại quân Lương Sơn chinh thảo Phương Lạp, dương cờ chiến thắng, tướng sĩ được nghỉ ngơi ở chùa Lục Hòa. Tại chùa này, người xuất thế, kẻ nhập thế chia tay, đường ai nấy đi. Võ Tòng ban đầu giả mạo làm hành giả, cải trang thành đầu đà, thuần túy chỉ là để trốn tay tránh họa. Nhưng sau khi nhấp bước giang hồ, dần thấy gió hồng trần hiểm ác. Vị anh hùng ứng với Thiên Thương Tinh, Sao Thiên Thương, sau khi kết bằng hữu chí thân với Hoa Hòa Thượng Lỗ Chí Thâm, tâm cảnh đã dần dần cải biến. Sau khi Thiên Cô Tinh, Lỗ Chí Thâm viên tịch ở chùa Lục Hòa, Võ Tòng mang thân tàn không muốn về kinh hầu hạ triều đình, để rồi lại bị cuốn vào hồng trần cuồn cuộn. Ông gặp Tống Giang lần cuối tại chùa, từ đây chính thức xuất gia tu hành ở chùa Lục Hòa, năm 80 tuổi ông viên tịch. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.